Top 18 tác dụng của mang tây mang lại cho sức khỏe con người. Mang tây là một trong những siêu thực phẩm thượng hạng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Hiện nay mang tây là thực phẩm khá quen thuộc, thường được chế biến thành các món ngon như nướng, xào, luộc, salad và dễ dàng kết hợp với một số loại thịt như thịt bò, thịt heo, thịt gà. Mang tây được rất nhiều người ưa chuộng vì các món ăn từ mang tây vừa giòn, ngon và hấp dẫn. Mang tây có rất nhiều loại khác nhau như mang tây tím, mang tây trắng và mang tây xanh. Mang tây trắng có đặc điểm là mềm hơn mang tây xanh và mùi vị dễ chịu hơn. Tuy nhiên, trong mang tây xanh lại chứa nhiều chất xơ hơn so với mang tây trắng. Mang tây tím khá giống với mang tây trắng nhưng vị của nó ngọt hơn mang tây xanh và trắng. Cùng tìm hiểu những công dụng tuyệt vời mà loại thực phẩm thượng hạng này mang lại cho sức khỏe qua video sau đây của Tutti Health nhé. 1. Ăn mang tây tốt cho hệ tim mạch. Trong mang tây có chứa một lượng lớn potassium cho nên có thể giúp điều hòa huyết áp, chứa nhiều folate nên giúp tim khỏe mạnh, rất dồi dào chất xơ nên có thể giải tán đám cholesterol gây phiền nhiễu có trong máu. Hơn nữa, mang tây còn có chứa cả saponin giúp nó có khả năng gắn kết với cholesterol ở đường tiêu hóa. 2. Mang tây tốt cho đường ruột. Mang tây chứa một loại carbohydrate có tên là inulin. Chất này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hệ thống ruột hoàn thành tốt chức năng. Inulin cũng giúp cho sự tăng trưởng của những vi khuẩn có lợi cho đường ruột như Lactobacillus và Bifidobacterium. Do có nhiều chất xơ nên mang tây có tác dụng nhuận tràng. 3. Ăn mang tây giúp giảm huyết áp. Mang tây giàu kali nên có thể giúp làm giảm huyết áp trong cơ thể. Trong một khẩu phần khoảng 90g mang tây cung cấp khoảng 6% nhu cầu kali cơ thể cần mỗi ngày. Ngoài ra, hàm lượng kali, folate và chất xơ trong mang tây cũng giúp làm giảm cholesterol trong máu và bảo vệ tim khỏe mạnh. Hơn thế, mang tây cũng chứa nhiều saponin, một chất có khả năng gắn kết với cholesterol ở đường tiêu hóa, khiến chúng bị dính lại tại đây, không có cơ hội đi vào trong máu. 4. Ăn mang tây giúp giảm cân. Vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đưa ra tính xác thực về tác dụng của mang tây trong việc giảm cân. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng mang tây có chứa một số đặc tính có thể giúp bạn giảm cân. Đầu tiên, chúng rất ít calo, chỉ có khoảng 20 calo trong 90g mang tây. Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều mang tây mà không cần sợ phải hấp thu nhiều calo. Hơn nữa, trong mang tây có đến 94% là nước. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, tiêu thụ thực phẩm ít calo, nhiều nước có thể giúp giảm cân. Ngoài ra, mang tây cũng chứa nhiều chất xơ, một chất có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể và giảm cân. 5. Mang tây rất tốt cho phụ nữ mang thai. Mang tây rất có lợi cho bà bầu, vì đây là một nguồn folate vitamin B9 tuyệt vời. Trong khoảng 90g mang tây sẽ cung cấp cho người lớn 34% nhu cầu folate hàng ngày và phụ nữ mang thai là 22% nhu cầu hàng ngày. Folate là một dưỡng chất thiết yếu, giúp hình thành các tế bào hồng cầu và sản xuất DNA. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu mang thai, folate có tác dụng bảo vệ sự phát triển khỏe mạnh của em bé, giúp làm giảm nguy cơ bị dị tật ống thần kinh thai nhi. 6. Là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt. Mang tây giống như các loại rau xanh khác, đều chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin E, vitamin C, glutathione, lavonoid và polyphenol khác nhau. Ngoài ra, mang tây đặc biệt chứa nhiều lavonoid quetin, isohamnetin và caempherol. Đây là những chất có thể giúp làm hạ huyết áp, chống viêm, kháng virus và phòng ngừa ung thư. Đặc biệt, trong mang tây tím có chứa sắc tố có tên là anthonin có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Anthonin đã được chứng minh là có khả năng làm giảm huyết áp và làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. 7. Giúp ngăn ngừa lão hóa da. Mang tây có chứa một số chất chống oxy hóa gọi là glutathione. Chất này có tác dụng bảo vệ da trước tác hại gây ra từ ánh nắng mặt trời, ngăn chặn quá trình lão hóa da ở phụ nữ trung niên. Do đó, nó là lựa chọn tốt dành cho chị em phụ nữ. 8. Giúp làm đẹp da. Mặc dù không phải nằm ở top đầu những thực phẩm giàu vitamin C, nhưng trong mang tây vẫn chứa rất nhiều vitamin C cũng như vitamin A. Đây là những chất dinh dưỡng có thể giúp bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp tổng hợp collagen, một loại protein có tác dụng nâng đỡ da và ngăn ngừa lão hóa. 9. Tăng cường khả năng miễn dịch. Mang tây giàu chất xơ và protein, vitamin C, vitamin E, chứa hàm lượng kali và khoáng chất cao, có khả năng kháng khuẩn, ngăn chặn những tác hại của gốc tự do đến tế bào, tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác, từ đó tăng cường sức khỏe, tăng khả năng miễn dịch. 10. Chống trầm cảm, cải thiện tâm trạng. Cây mang tây sở hữu hàm lượng cao các chất folate và vitamin B12. Chúng sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị trầm cảm ở một số người do thiếu hụt các chất dinh dưỡng này. Đặc biệt, mang tây còn cung cấp tocopherol, một loại acid có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng cũng như tinh thần, giúp bạn ngủ ngon hơn. 11.
giúp cải thiện thị lực. Vitamin A và beta carotene trong măng tây là những thành phần quan trọng tác động tích cực đến sức khỏe đôi mắt, giúp mắt sáng hơn, khỏe hơn. Chúng giúp làm sáng mắt, giảm nguy cơ bị bệnh đục thủy tinh thể. 12. Măng tây làm tăng sức bền cho thành mạch. Ăn măng tây chính là cách bổ sung nguồn rutin tự nhiên dồi dào cho cơ thể. Rutin có tác dụng làm bền thành mao mạch và mạch máu, ngăn ngừa bệnh suy tĩnh mạch và tăng cường tuần hoàn máu đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. 13. Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2. Nghiên cứu cho thấy, ăn măng tây giúp kích thích tuyến tụy sản xuất hormone insulin làm ổn định lượng đường trong máu, đồng thời chuyển hóa các mô mỡ và gan thành năng lượng phục vụ cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Đây là công dụng của măng tây mà người bị bệnh tiểu đường type 2 không nên bỏ qua. 14. Ăn măng tây giúp giảm đau bụng kinh. Măng tây cũng rất có lợi cho chị em phụ nữ hay bị đau bụng kinh. Sử dụng thực phẩm này trong những ngày đèn đỏ sẽ cung cấp hàm lượng vitamin E và B9 dồi dào giúp xoa dịu cơn đau bụng kinh, ngăn ngừa hiện tượng chuột rút cơ bụng. 15. Tác dụng của măng tây tốt với xương khớp. Đối với hệ xương khớp, ăn măng tây có thể bổ sung vitamin K và canxi dồi dào giúp xương phát triển cứng cáp, khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa các bệnh lý như loãng xương, thoái hóa khớp cho mọi đối tượng. Những chất này được tìm thấy nhiều nhất là trong măng tây trắng. 16. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản giúp bạn ngăn ngừa và đối phó với bệnh ung thư hiệu quả hơn. Măng tây chính là một trong những thực phẩm đứng đầu về hàm lượng chất chống oxy hóa. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, măng tây cung cấp hàm lượng glutathione dồi dào hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nó có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do gây bệnh ung thư trong cơ thể. 17. Giúp cải thiện sức khỏe tình dục. Măng tây được ví như thần dược cho sức khỏe tình dục cho cả nam và nữ. Thực phẩm này giúp bổ sung vitamin E, sắt, kẽm, kali giúp điều tiết hormone sinh dục, kích thích ham muốn, làm tăng cảm giác hưng phấn khi yêu. Đối với các quý ông đang bị vô sinh hiếm muộn vì các vấn đề liên quan đến tinh trùng thì thường xuyên ăn măng tây sẽ giúp cải thiện số lượng, chất lượng tinh bình, nâng cao khả năng thụ thai. 18. Bảo vệ đường tiết niệu. Không chỉ là món ăn ngon miệng, măng tây còn được xem là thần dược có tác dụng lợi tiểu. Theo đó, nó thúc đẩy bạn đi tiểu thường xuyên hơn, từ đó loại bỏ tất cả các chất độc hại và muối thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy măng tây còn có tác dụng chống lại bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu UTI, được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Măng tây là loại thực phẩm đem lại cho chúng ta rất nhiều loại dưỡng chất khác nhau tốt cho cơ thể và sức khỏe. Bạn nên bổ sung măng tây vào thực đơn các bữa ăn cho gia đình. Và bạn có thể chế biến măng tây thành nhiều món ăn khác nhau như món xào, súp, salad, gỏi, nướng, luộc. Bạn cũng có thể dùng măng tây làm sinh tố hoặc nước ép hay kết hợp với các loại rau củ khác rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên tác dụng của măng tây chỉ được phát huy tối đa khi bạn sử dụng đúng cách. Nếu ăn thực phẩm này quá nhiều, bạn có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề như khô miệng, mùi cơ thể, dạ dày khó chịu. Hy vọng với những thông tin mà Tuti Health chia sẻ đã giúp bạn có thêm thông tin về măng tây và những kiến thức chăm sóc sức khỏe gia đình tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.